trà sữa bằng túi trong suốt để đu trend tấp tấp. Cô gái nhận về mưa gạch đá vì hành động kém duyên. Oh no! Một cô gái vì nhìn thấy đoạn clip nhảy nhót cùng chiếc túi trà sữa trong suốt đến từ một idol tấp tấp ngoại quốc với lượt view cực khủng nên đã nhanh chóng học theo. Tuy nhiên, kết quả sau đó đã khiến người này nhận về cơn mưa gạch đá thay vì những lời khen cùng hàng ngàn lượt yêu thích như chính chủ clip gốc. Cụ thể, chiếc túi trong suốt được cô nàng sử dụng để đựng trà sữa không phải là túi xách mà là miếng xốp khí chống va đập hàng hóa. Cô đã tự tay chế tạo miếng xốp thành một chiếc túi đeo chéo để mua trà sữa và cho rằng đây cũng là cách để bảo vệ môi trường, hạn chế dùng đến ly nhựa. Thế nhưng, đời không như là mơ, chiếc túi đựng trà sữa handmade của cô không hề chắc chắn, khác xa với bản gốc mà cô nàng ngoại quốc sử dụng. Thậm chí có nhiều chỗ bị hở, khiến trà sữa đổ vương vãi ra sàn của quán khi vừa thực hiện động tác nhảy đầu tiên. Đáng chú ý hơn là để thu dọn bãi chiến trường vừa gây ra, cô nàng đã phải dùng khá nhiều khăn giấy của quán. Đoạn clip sau khi đăng tải ngày đầu tiên đã thu về hơn 4 triệu lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận trái chiều từ phía dân mạng. Đa số đều cho rằng cô nàng biết việc mua trà sữa với chiếc túi này là không khả quan, nhưng vẫn cố chấp đến cửa hàng và quay clip gây chú ý. Không những vậy, cô còn làm đổ trà sữa đến 2 lần. Tuy nhiên, điều khiến dân tình bức xúc hơn cả là việc trà sữa bị đổ thế này sẽ khiến các bạn nhân viên khó khăn khi dọn dẹp. Dù đã lau bằng khăn giấy đi nữa thì phần sàn cũng rất bết rít, phải dùng nước lau lại. Nhìn khó chịu thật, trà sữa đổ thế mà bạn tưởng lau giấy là sạch hay sao? Nhân viên vẫn phải lau lại thôi bạn, không là bị trừ lương ngay. Ước chưa xem cái video này vì xem xong cực kỳ bực mình luôn, thấy trà sữa đổ ra vẫn cố nhảy, bạn phiền người ta lắm đó. Muốn đu trend thì có thể ra ngoài đường mà nhỉ, làm quá nó lố lăng rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.